VFan xin được giới thiệu với anh chị em chiếc One Audio F2, tai nghe True Wireless bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn đi chơi, nhịp bay sống động với màng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa thon làm điểm nhấn, có đèn báo pin. Tai nghe hoàn toàn không dây, trọng lượng chỉ 5g mang đến cảm giác đeo thoải mái. Thời lượng pin 40 tiếng, sau một lần đủ nghe cả tuần, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà. Giảm ngay 50k khi đặt hàng qua link dưới bình luận, dành riêng cho khán giả của VFX. Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong một video vũ trụ bài VFX. Bất kể bạn là ai, hãy gạt bỏ những suy nghĩ cố hữu, những gì bạn đã biết về vũ trụ, bởi ngay sau đây sẽ là ba giả thuyết cực điên rồ về vũ trụ có thể sẽ khiến bạn mất ngủ. Chào mừng đến với Vũ trụ 915. Vũ trụ là một giả lập. Đã bao giờ bạn xem một video nào đó và mất tới vài phút để nhận ra rằng nó được cắt từ một trò chơi chưa? Cho dù câu trả lời của bạn là gì, không thể phủ nhận rằng đồ họa của các tựa game đang ngày càng trở nên chân thật. Vậy thì có khi nào thế giới mà chúng ta đang sinh sống, những việc mà chúng ta đang làm đều là một phần của một mô phỏng máy tính hoặc của một trò chơi nhập vai khổng lồ? Đừng vội mừng vì nghĩ rằng có ai đó đang nhập vai và điều khiển bạn đằng sau màn hình máy tính. Nếu trò chơi vũ trụ là thật thì những người chơi thật sẽ luôn chiếm số ít. Những nhân vật có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Elon Musk, họ có thể là những người chơi được điều khiển bởi những con alien với xúc tu gớm ghiếc. Còn tớ và bạn ư? Rất tiếc, những người bình thường chiếm số lượng lớn như chúng ta có vẻ như chỉ là những nhân vật phụ được máy tính điều khiển với vai trò làm nền mà thôi. Máy tính ngày càng nhỏ lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Các nhà khoa học đã và đang xây dựng các hệ thống siêu máy tính để thực hiện các mô phỏng về bộ não con người hay về sự hình thành của vũ trụ. Thử tưởng tượng về một tương lai khi mà năng lực tính toán trở thành một tài nguyên vô tận. Việc các thế hệ con cháu thiết kế một tựa game hay là một giả lập máy tính siêu chi tiết và phức tạp để nghiên cứu về tổ tiên chúng cũng chẳng phải là thứ gì đó quá khó hiểu. Nếu vũ trụ thực sự là một giả lập máy tính, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận ra điều đó và cố gắng thoát khỏi nó? Hố đèn vũ trụ, thứ mà con người không thể nhìn vào bên trong, có phải là các lỗi của trò chơi? Covid-19 có phải là một sự kiện, một bản update cuối năm 2019? Liệu những bản update Thế chiến thứ 3, thời kỳ đồ đá, Covid-19 sự trở lại có xuất hiện trong tương lai? Tệ hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu nhóc đang chơi trò chơi thế giới quyết định gỡ nó ra khỏi máy tính? Sự tồn tại của vũ trụ chẳng phải lại phụ thuộc vào tâm trạng của một thằng nhóc nghiện game sao? So với chủ nghĩa thứ 5 tuần trước, vũ trụ giả lập là một ý tưởng không kém phần điên rồ. Tuy vậy, tính khả thi của nó thì lại vô cùng đáng để suy ngẫm. Này nhá, vũ trụ rộng lớn đến vô hạn, thế nhưng phần vũ trụ mà con người có thể quan sát tại bất kỳ thời điểm nào lại vô cùng nhỏ. Nghĩa là mô phỏng vũ trụ thực chất chỉ là mô phỏng những gì mà 8 tỷ người có thể nhìn thấy tại bất kỳ thời điểm nào mà thôi. Năng lực tính toán cần thiết để mô phỏng một vũ trụ do đó nhỏ hơn rất nhiều những gì bạn đang hình dung. Thêm vào đó, vũ trụ vận hành theo các quy luật được thiết lập bởi các thông số rất rõ ràng. Việc giả lập một vũ trụ dựa trên một tập hợp các công thức nghe không hề bất khả thi một chút nào. Trên thực tế, với trình độ hiện tại, con người có thể mô phỏng một cách tương đối chính xác quá trình hình thành của một ngôi sao và các hành tinh quay quanh nó, hay tái hiện chi tiết vụ va chạm giữa hai thiên thể kích thước lớn. Trở ngại lớn nhất của việc tạo ra một vũ trụ giả lập tính đến thời điểm hiện tại có lẽ chính là việc mô phỏng ý thức của con người, thứ mà bản thân chúng ta cũng chưa thực sự hiểu rõ. Cơ mà ai bảo là con cháu chúng ta sẽ không làm được nào? Vũ trụ là một sinh vật sống. Nếu bạn hỏi một nhà khoa học rằng, thưa ông, bà, vũ trụ này có thể là một sinh vật sống hay không? Dám cá rằng hầu hết họ sẽ tặng bạn một chữ không tỏ tướng. Cơ mà dựa vào cái gì cơ chứ? Dĩ nhiên, các nhà khoa học có cái lý của họ và cái lý đó dựa vào những hiểu biết khá sâu sắc về chính bản thân con người hay rộng ra một chút là những hiểu biết về sự sống trên trái đất.
Điều này vô tình khiến rất nhiều nhà khoa học không thực sự cởi mở về định nghĩa sự sống. Họ cho rằng bất cứ sinh vật sống nào cũng sẽ phải giống hoặc tương tự như con người, hoặc chí ít thì là tương tự như những sinh vật sống trên trái đất, tức là phải sở hữu một cấu trúc có tổ chức, cấu thành từ một hoặc nhiều tế bào riêng lẻ, phải phản ứng với các kích thích từ môi trường, phải sinh sản, phát triển và thích nghi, hay là phải có cấu tạo dựa trên nguyên tố carbon. Con người mang theo định nghĩa này đi tìm kiếm sự sống trong khắp vũ trụ và đoán xem chúng ta chẳng tìm thấy gì cả. Điều đó hoặc có nghĩa trái đất đã cực kỳ may mắn khi là nơi duy nhất trong vũ trụ tồn tại sự sống, hoặc có nghĩa rằng chúng ta chẳng hiểu gì về sự sống và đang áp đặt cái định nghĩa ngớ ngẩn và hạn hẹp của chúng ta cho mọi dạng sống, mọi sự sống của vũ trụ, thứ mà rõ ràng là chẳng cần phải vận hành theo các định nghĩa của con người, thứ mà rất có thể chính là một sinh vật sống. Hãy cùng thử soi chiếu vũ trụ qua các tiêu chuẩn sự sống của con người nhé. Có thể thấy rất rõ ràng rằng vũ trụ có một cấu trúc có tổ chức theo kiểu đồng nhất và đảm hướng, tức là giống nhau ở mọi phía nếu như bạn nhìn trên một phạm vi đủ lớn. Vũ trụ được cấu thành từ các phần tử riêng lẻ, nó có ít nhất là 2.000 tỷ thiên hà, và sẽ rất là hợp lý nếu như bạn coi mỗi thiên hà là một tế bào của vũ trụ. Để cho có tương quan thì cơ thể một người trưởng thành chứa tới 37.300 tỷ tế bào. Vẫn theo cách hiểu này, các cụm thiên hà sẽ tương đương với các mô trong cơ thể người. Trên quy mô lớn hơn, các siêu cụm thiên hà được tạo thành từ các cụm thiên hà có thể ví như là các cơ quan trong cơ thể các sinh vật sống. Hiện tại thì chưa rõ vũ trụ của chúng ta là giống đực hay giống cái, có kết hôn và sinh ra các vũ trụ baby hay không. Tuy nhiên ta khá là chắc rằng vũ trụ được sinh ra cách đây khoảng 13,8 tỷ năm và đã không ngừng phát triển cả về hình thức lẫn nội dung. Ngay thời điểm bạn đang xem video này, các ngôi sao cấu thành các tế bào thiên hà không ngừng sinh ra và chết đi. Và nếu như con người là một dạng sống dựa trên carbon, có thể nói không ngoa rằng vũ trụ là một dạng sống dựa trên không phải hetero mà là vật chất tối và năng lượng tối. Điên rồ hơn, vũ trụ có thể không phải là một sinh vật sống hoàn chỉnh mà chỉ là một phần rất rất nhỏ của nó. Có thể vũ trụ là một tế bào, một mô hay là một cơ quan của một sinh vật sống phi phạm nào đó. Và tế bào, mô hay cơ quan này đang bị nhiễm thứ gì đó. À, chúng ta. Vũ trụ được tạo ra thứ 5 tuần trước. Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ khởi đầu cách đây 13,8 tỷ năm và họ có khá nhiều chứng cứ cho nó. Tuy nhiên nếu như bạn nói rằng vũ trụ vừa mới được tạo ra 5 phút trước, vào tuần trước, tháng trước hay năm ngoái, miễn là bạn lập luận đủ chặt chẽ và thuyết phục, họ sẽ không thể phủ nhận điều đó. Cái gì vậy bạn ơi? Bạn không tin đúng không? Last Thursdayism, tạm dịch chủ nghĩa thứ 5 tuần trước, là một ý tưởng cho rằng vũ trụ, đúng vậy, toàn bộ vũ trụ chỉ mới được tạo ra vào ngày thứ 5 tuần trước và được tạo ra theo cách khiến nó trông như đã tồn tại hàng tỷ năm. Lưu ý rằng nội dung chủ đạo của chủ nghĩa thứ 5 tuần trước thì không phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm thứ 5 tuần trước. Bạn đọc cái gì? Bạn có thể tạo ra các chủ nghĩa từ thứ 2 đến chủ nhật tuần trước, chủ nghĩa năm ngoái hay chủ nghĩa năm 10-15 phút trước với nội dung tương tự. Theo chủ nghĩa thứ 5 tuần trước, sách vở, các tài liệu lịch sử, các nền văn minh cổ đại trên trái đất, hóa thạch của các sinh vật tiền sử, khủng long, than đá, dầu mỏ, ánh sáng từ các thiên hà cách chúng ta ngàn vạn năm ánh sáng, tất cả mọi thứ, bao gồm cả trí nhớ của 8 tỷ người trên trái đất về các sự kiện xảy ra trước ngày thứ 5 tuần trước, thì đều được tạo ra từ hư không vào ngày thứ 5 của tuần trước. Buồn cười ở chỗ, chủ nghĩa thứ 5 tuần trước không hề được sinh ra như là một nỗ lực nhằm giải thích nguồn gốc của vũ trụ. Trên thực tế, nó được sáng tạo ra để làm nổi bật sự phi lý của thuyết sáng tạo trái đất trẻ, Young Earth Creationism. Thuyết sáng tạo trái đất trẻ cho rằng vũ trụ và trái đất cùng với vạn vật trên đời được tạo ra bởi Thiên Chúa trong vòng 6 ngày cách đây khoảng 6.000 năm.
Thuyết này có một lỗ hổng to tướng, đó là nếu một trái đất 6.000 năm tuổi có thể được tạo ra theo cách khiến nó trông như thể đã hơn 4,5 tỷ tuổi, và nếu như ký ức của con người có thể được cài cắm để nhớ về những thứ vốn chưa từng xảy ra cứ như thể chúng đã từng, vậy thì làm thế quái nào mà ta có thể chắc chắn rằng mọi thứ không được tạo ra vào 5.000 năm trước, 1.000 năm trước, 100 năm trước, 1 năm trước hay là thứ 5 tuần trước, đúng không? Điểm lợi hại của ý tưởng điên rồ này đó là bạn không thể phủ định nó một cách thuyết phục. Nếu như bạn lý luận rằng bạn nhớ rất rõ những gì xảy ra vào ngày thứ tư tuần trước vì đó là ngày bạn được crush nắm tay chẳng hạn, tớ chỉ cần nói rằng ký ức đó đã được Chúa bỏ vào đầu bạn. Xong. Nếu một nhà khoa học nói rằng ông ta mới tìm thấy một vẫn thạch 4,5 tỷ năm tuổi trên trái đất hay là một ngôi sao 10 tỷ năm tuổi, rất đơn giản, tớ nói rằng Chúa đã khiến chúng trông có vẻ già như thế đấy. Nếu bạn cho rằng chủ nghĩa thứ 5 tuần trước nhảm nhí đến vô hại, bạn đã nhầm. Nhảm nhí thì có thể chứ vô hại thì không. Việc thừa nhận vũ trụ được tạo ra vào tuần trước sẽ gián tiếp phủ nhận lịch sử. Hai cuộc thế chiến đã không xảy ra, không có quả bom hạt nhân nào bị ném xuống Nhật Bản và tội ác của những tên tội phạm chưa từng được thực hiện. Gần gũi hơn, tất cả những kỷ niệm thơ ấu của bạn với ông bà, cha mẹ hay hành trình tình yêu của bạn và cô ấy, tất cả đều là giả dối. Trừ khi những luật lệ đang vận hành vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta đã biết, có vẻ như trái đất đã được cài đặt lộ trình tới sự diệt vong. Thật trớ trêu khi biết rằng chúng ta không thể sống thiếu mặt trời. Mặt trời cung cấp ánh sáng, nhiệt lượng và những sự che chắn cần thiết cho sự hình thành và phát triển của sự sống trên hành tinh. Thế nhưng cũng chính mặt trời là thứ sau cùng sẽ giết chết sự sống trên trái đất và hủy diệt hành tinh đặc biệt nhất vũ trụ mà nó từng che chở và nuôi dưỡng. Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong một video vũ trụ. Sự tồn tại ổn định của mặt trời nói riêng và của hàng tỷ tỷ ngôi sao trong vũ trụ nói chung dựa trên một sự cân bằng mong manh giữa một bên là lực hấp dẫn và một bên là năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lực hấp dẫn là lực yếu nhất trong bốn loại lực cơ bản của vũ trụ. Kết luận này tuy đúng về mặt bản chất, thế nhưng nó dễ khiến người ta coi thường nguồn lực đã mang lại hình cầu cho gần như mọi hành tinh và mọi ngôi sao trong vũ trụ. Những ngôi sao giống như mặt trời của chúng ta hình thành khi mà một đám mây khí khổng lồ chứa chủ yếu là hydro và heli phát triển lớn đến mức nó tự sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Lực hấp dẫn nén chặt lượng vật chất có khối lượng gấp 333.000 lần trái đất, tạo ra một lực nén 300 triệu tấn trên mỗi cm vuông và nung mọi thứ lên tới 15 triệu độ C tại tâm khối lượng của mặt trời. Và mặt trời đúng ra đã sụp đổ và co lại về với kích thước của một hành tinh nếu như nó không vô tình có cấu tạo chủ yếu là hydro. Dưới sức nóng và áp lực khó có thể diễn tả bằng lời nói, các hạt nhân nguyên tử hydro tại lõi của mặt trời bị ép chặt, hợp nhất và tạo thành hạt nhân nguyên tử heli, đồng thời sản sinh năng lượng như là một dạng phụ phẩm. Điều đáng nói đó là tổng lượng phụ phẩm từ hàng tỷ tỷ phản ứng tổng hợp hydro thành heli hình thành một đối trọng chống lại lực hấp dẫn từ bên trong. Nó giống như là những cây cột chống đỡ một ngôi nhà vậy. Và chừng nào mặt trời còn hydro để tổng hợp thì chừng ấy, cuộc chiến giữa lực hấp dẫn và năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ còn cần sức. Những cây cột chống sẽ còn vững chãi và ngôi sao mới bước vào tuổi trung niên của chúng ta sẽ còn giữ được vóc dáng đồ sộ của nó. Tại sao lại nói mặt trời là một ngôi sao vừa bước vào tuổi trung niên? Bằng việc xác định tuổi của các thiên thạch cổ xưa nhất trong hệ mặt trời được tìm thấy trên trái đất, các nhà khoa học suy ra rằng mặt trời đã tồn tại được ít nhất là 4,6 tỷ năm. Độ sáng của một ngôi sao thì cho biết nó giàu năng lượng như thế nào. Nói cách khác thì độ sáng của mặt trời cho biết tốc độ tổng hợp hạt nhân của nó. Nó đã tổng hợp được bao nhiêu hydro trong quá khứ và còn đủ nhiên liệu để hoạt động trong bao nhiêu năm nữa. Hiện tại, mặt trời đốt khoảng 600 triệu tấn hydro mỗi giây, hay để bạn dễ hình dung hơn là khoảng một khối lượng trái đất sau mỗi 315.600 năm. Giống như một người đàn ông vừa bước vào tuổi trung niên, mặt trời đang ở trong giai đoạn ổn định nhất của cuộc đời nó. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ dần trở nên xấu xí khi mà lượng hydro trong lõi của ngôi sao về gần đến vạch E sau khoảng 5 tỷ năm nữa.
Ngay khi điều đó xảy ra, sự cân bằng bị phá vỡ và lực hấp dẫn chiếm thế thượng mã phong. Thượng phong. Chuỗi phản ứng tổng hợp hydro ngừng lại khiến năng lượng chống lực hấp dẫn từ lõi của mặt trời không còn được duy trì. Thế năng hấp dẫn bị kìm kẹp suốt hàng tỷ năm được giải phóng. Hệ quả là phần lõi vốn đã đậm đặc giờ đây tiếp tục bị thu nhỏ. Trái lại, phần vỏ nhẹ và loãng hơn nở rộng ra bên ngoài trong hàng tỷ năm. Theo Futurism, sau 7,59 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ đạt kích thước cực đại và phát triển thành một sao khổng lồ đỏ hoàn chỉnh, sở hữu đường kính gấp 256 lần và độ sáng gấp hàng nghìn lần hiện tại. Đây là mặt trời khi đứng cạnh Stephenson 218, ngôi sao lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Còn đây là mặt trời phiên bản khổng lồ đỏ. Đỡ nhục hơn tí, nhở? Tương tự như vậy, đây là hệ mặt trời ở thời điểm hiện tại. Vẫn là hệ mặt trời đó, thế nhưng sau 7,59 tỷ năm nữa. Hiểu một cách đơn giản, ngôi sao của chúng ta sẽ nuốt chửng theo nghĩa đen sao Thủy, sao Kim và thậm chí là cả trái đất nếu như hành tinh của chúng ta ở yên vị trí hiện tại. May mắn thay, trong quá trình phình to, các lớp vỏ ngoài cùng của mặt trời không ngừng bị thổi vào chân không vũ trụ, khiến ngôi sao mất tới 1/3 khối lượng. Trái đất chịu tác động của môi trường hấp dẫn yếu hơn và giạt ra một quỹ đạo mới rộng hơn, cách tâm của mặt trời khoảng 1,5 đơn vị thiên văn hay 220 triệu km. Những tưởng đã thoát khỏi sự nóng bỏng chết chóc của mặt trời, tuy nhiên một mô phỏng máy tính thực hiện vào năm 2008 cho thấy rằng quỹ đạo của trái đất sau đó sẽ co lại dưới tác động của lực thủy triều kết hợp với lực ma sát giữa hành tinh của chúng ta với vật chất giải phóng từ lớp vỏ ngoài cùng của ngôi sao khổng lồ đỏ. Sau cùng, trái đất thảm hại và tội nghiệp bị mặt trời nhấn chìm 3,8 và 1 triệu năm sau sao Thủy và sao Kim. Ngay cả sao Hỏa nếu đen đủi cũng sẽ chịu trùng số phận. Và nếu như bạn ngạc nhiên vì từ đầu video đến giờ, VFact chưa từng đề cập đến con người hoặc bất kỳ dạng sống nào trên trái đất. Nguyên nhân có thể là bởi chúng ta đã biến mất, hoặc nếu may mắn hơn thì là đã sơ tán, tản cư hoặc là di cư khỏi cái nôi của mình từ trước đó hàng tỷ năm. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng độ sáng của mặt trời đang tăng lên, dẫn đến sự gia tăng sản lượng bức xạ mặt trời đến trái đất. Và tin tớ đi, nắng nóng sẽ là thứ cuối cùng bạn cần lo lắng. Trái đất nhận được nhiều bức xạ mặt trời hơn, đồng nghĩa với tốc độ phong hóa của các khoáng chất silicat được đẩy nhanh. Quá trình phong hóa khoáng chất silicat là một nửa của chu trình carbonat silicat. Chu trình carbonat silicat còn gọi là chu trình carbon vô cơ, bao gồm hai quá trình. Quá trình thứ nhất chính là sự biến đổi đá silicat thành đá carbonat thông qua quá trình phong hóa lắng đọng. Trong quá trình thứ hai, đá carbonat được biến đổi trở lại thành đá silicat thông qua quá trình biến chất và các hoạt động núi lửa. Trong chu trình này, carbon dioxide được loại bỏ khỏi khí quyển trong quá trình phong hóa đá silicat và được đưa trở lại khí quyển thông qua các hoạt động núi lửa. Trái đất nhận được nhiều bức xạ hơn, nghĩa là hoạt động phong hóa diễn ra mạnh hơn. Lượng CO2 được tách ra khỏi khí quyển ngày càng lớn, trong khi lượng được bồi đắp bởi các núi lửa là không đổi, dẫn đến nồng độ CO2 trong không khí giảm mạnh. Và theo tính toán của các nhà khoa học, sau khoảng 600 triệu năm nữa, CO2 trong khí quyển của trái đất sẽ giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để duy trì phản ứng quang hợp của hầu hết các loài thực vật. Sự tuyệt chủng của thảm thực vật đánh dấu sự diệt vong của gần như tất cả các loài động vật, bởi thực vật là cơ sở, là nền móng của hầu hết các chuỗi thức ăn trên trái đất. Tuy nhiên, viễn cảnh tồi tệ này chỉ xảy ra nếu như trong suốt 600 triệu năm trước đó, trái đất không hề bị ghé thăm bởi một sao chổi hay tiểu hành tinh đường kính khoảng vài chục cây số, hay chẳng có bất cứ ngôi sao nào phát nổ trong bán kính 100 năm ánh sáng tính từ mặt trời. Và nếu như bằng cách nào đó, nhân loại có thể vượt qua đề bài sinh tồn 400 triệu năm mà không cần tới thực vật và cả động vật của ông mặt trời, chúng ta, chính xác hơn thì là hậu duệ của chúng ta, sẽ tiếp tục phải đối mặt với một thử thách khó nhằn hơn bởi vì nó khô. Sau 1 tỷ năm nữa, độ sáng của mặt trời sẽ tăng lên khoảng 10%, khiến nhiệt độ trong khí quyển tăng cao trên quy mô hành tinh.
Điều này cho phép hơi nước bay lên tới tầng bình lưu, nơi nó bị tia cực tím từ mặt trời phân tách thành oxy và hydro. Khí hydro sau đó bay thẳng vào không gian vũ trụ. Hệ quả là tất cả sông hồ, biển và đại dương trên trái đất bốc hơi nhanh chóng. Trái đất sau hơn 1 tỷ năm nữa trở thành một hành tinh đất đá khô khốc. Con người hoặc là đã định cư trên một ngôi nhà mới, hoặc là sẽ chính thức tuyệt chủng tại thời điểm này. Trở lại với hệ mặt trời, dù rằng cả 4 hành tinh đất đá nằm trong cùng đều đã hoặc là bị nuốt chửng hoặc là bị nướng giòn, một vùng có thể ở được mới được cho là sẽ xuất hiện bên ngoài vành đai Kuiper từ khoảng cách 49,4 đến 71 đơn vị thiên văn theo Futurism. Và biết đâu, cháu chắt của chúng ta sẽ tìm thấy một vệ tinh thân thiện với con người ở ngoài đó thì sao? Trở lại với mặt trời, lúc này đang sở hữu hình hài của một sao khổng lồ đỏ. Cục lõi của mặt trời lúc này đã chính thức cạn hydro, thế nhưng lại vô cùng dồi dào heli. Thế năng hấp dẫn được giải phóng đã tạo ra áp suất lớn hơn, đủ để phản ứng tổng hợp heli thành các nguyên tố nặng hơn như oxy và carbon xảy ra. Tuy vậy, những phản ứng này không tạo ra nhiều năng lượng như phản ứng tổng hợp hydro và không tạo ra đủ phản lực để chống lại sức đè nén của lực hấp dẫn. Vào khoảnh khắc heli cạn kiệt, lực hấp dẫn làm nốt phần việc của mình, điều mà nó vẫn cố làm trong hơn 10 tỷ năm. Nó nén phần lõi của mặt trời thành một ngôi sao lùn trắng. Phần vỏ bên ngoài phóng vào không gian vũ trụ, vượt ra ngoài quỹ đạo của sao Mộc, hình thành một đám mây khí ion hóa, tồn tại trong vài chục nghìn năm trước khi tiêu biến. Di sản của mặt trời sau cái chết đầy màu sắc của nó chính là ngôi sao lùn trắng. Do được hình thành từ phần lõi của mặt trời, nơi xảy ra các phản ứng tổng hợp nguyên tố heli, sao lùn trắng cấu tạo chủ yếu từ các sản phẩm của quá trình đó là oxy và carbon. Nó có khối lượng khoảng một nửa mặt trời, tức là gấp 166.000 lần trái đất, thế nhưng lại chỉ nhỉnh hơn hành tinh của chúng ta một chút về mặt kích thước. Điều này khiến sao lùn trắng trở thành một trong những vật thể đậm đặc nhất vũ trụ, có lẽ chỉ sau hố đen và sao neutron. Theo NASA, vật chất trên sao lùn trắng có thể đậm đặc gấp 200.000 lần vật chất trên trái đất. Nghĩa là một xẻng vật chất xúc trên ngôi sao này có thể nặng từ 3.000 tới 6.000 tấn. Thật chớ trêu khi biết rằng chúng ta không thể sống thiếu mặt trời. Mặt trời là thứ đã cung cấp ánh sáng, nhiệt lượng và những sự che chắn cần thiết cho sự hình thành và phát triển của sự sống trên hành tinh. Thế nhưng cũng chính mặt trời là thứ sau cùng sẽ giết chết sự sống trên trái đất và hủy diệt hành tinh đặc biệt nhất vũ trụ mà nó từng che chở và nuôi dưỡng. Và trừ khi những luật lệ đang vận hành vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta đã biết, có vẻ như trái đất đã được cài đặt lộ trình tới sự diệt vong. Nếu như bạn cảm nhận được sự nhỏ bé đến vô vị của con người so với sự vận hành của vũ trụ, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta vĩnh viễn chẳng thể làm gì để thay đổi lộ trình diệt vong đó, ngoại trừ làm phim. Tuy nhiên, hãy cứ lạc quan và tin tưởng rằng con cháu đời thứ vài chục triệu của chúng ta sẽ biết cần phải làm gì để không uổng công tồn tại và tiến hóa suốt hàng tỷ năm của tổ tiên chúng. Riêng vương tinh Pluto được phát hiện vào năm 1930. Nó trở thành hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời trong vòng 76 năm cho đến khi bị giáng cấp bởi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế vào năm 2006. Những tưởng mọi sự đã được an bài và Pluto vĩnh viễn mắc kẹt với danh phận hành tinh lùn, thế nhưng không. Nhiều nhà thiên văn học hành tinh vẫn tiếp tục coi sao Diêm Vương và các hành tinh lùn khác là những hành tinh. Họ không ngừng đấu tranh cho Pluto và tiếng nói của họ hơn lúc nào hết đang ngày càng có trọng lượng. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Pluto, vì sao nó bị Hiệp hội Thiên văn Quốc tế giáng cấp từ hành tinh xuống hành tinh lùn và vì sao nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng nó xứng đáng được gọi là một hành tinh. Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong series Vũ trụ bài VFX. Một cách chính thức, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế hiện nay công nhận Pluto là một trong số 5 hành tinh lùn đã được biết đến trong hệ mặt trời bên cạnh Eris, Sirius, Makemake và Haumea. Trong số 5 anh em siêu nhân nhà hành tinh lùn, Pluto chính là lão đại với đường kính 2.370 km, nhỏ hơn một chút là Eris với 2.326 km. Haumea thì có hình dạng của một quả trứng với đường kính dài nhất đạt 1.632 km.
nhỏ hơn chút nữa là Makemake với 1430 km và nhỏ nhất là hành tinh lùn Sirius với 939 km. Với kích thước này, riêng vương tinh thậm chí còn nhỏ hơn 7 mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời, đó là Ganymede của mộc tinh, Titan của thổ tinh, Callisto và Io của mộc tinh, mặt trăng của trái đất, Europa của mộc tinh và Triton của hải vương tinh. Có lẽ bạn từng nghe ở đâu đó rằng diện tích bề mặt của toàn bộ sao Diêm Vương còn bé hơn diện tích lãnh thổ nước Nga. Rất tiếc đâu đó đã không còn đúng nữa. Trước đây, các tính toán dựa trên các quan sát từ trái đất cho thấy rằng Pluto có đường kính 2.300 km, tương đương với diện tích bề mặt khoảng 16,6 triệu km vuông, tức là nhỏ hơn khoảng nửa triệu cây số vuông so với hành tinh Nga khoảng 17,1 triệu km vuông. Mọi chuyện thay đổi vào ngày 14 tháng 7 năm 2015 khi tàu thám hiểm chân trời mới New Horizon bay ngang qua Pluto và điều chỉnh các ước tính trước đó. Đường kính của hành tinh lùn được đo với độ chính xác cao đạt 2.370 km. Với kích thước mới này, diện tích bề mặt của Pluto tăng lên thành 17,6 triệu km vuông, tức là lại rộng hơn hành tinh Nga nửa triệu cây số vuông. Tuy vậy, sao Diêm Vương vẫn nhỏ hơn nước Nga ở một khía cạnh khác. Bạn có thể đặt hành tinh lùn này vừa vặn trong phần lãnh thổ nước Nga, trải dài từ 9.000 km từ Tây sang Đông và từ 2.500 đến 4.000 km từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, vũ trụ rất công bằng, nó lấy đi của Pluto sự vạm vỡ, thế nhưng lại ban cho nó tận 5 vệ tinh tự nhiên. Trong đó lớn nhất là Charon, đường kính lên tới 1.212 km, tức là bằng một nửa Pluto. Trái với Charon, 4 vệ tinh còn lại của Pluto lại khá đói ăn, đó là Hydra với đường kính chỉ xấp xỉ 51 km, Nix với số đo 3 vòng là 50 x 33 x 31 km. Thảm nhất là hai vệ tinh Kerberos và Styx chỉ có đường kính lần lượt là 19 km và 16 km. Tuy nhiên, lùn không phải là một cái tội và sự nhỏ bé của Pluto không phải là lý do khiến nó bị sút khỏi liên minh các hành tinh hệ mặt trời. Nếu như bạn là một V-Factor có thâm niên, có lẽ bạn đã biết vì sao Pluto không còn được công nhận là một hành tinh. Hiệp hội Thiên văn Quốc tế International Astronomical Union IAU là một tổ chức phi chính phủ với mục đích thúc và đẩy sự phát triển của thiên văn học, là cơ quan chịu trách nhiệm cho việc đặt tên và ký hiệu chính thức cho các thiên thể, cũng như là việc thiết lập các định nghĩa thống nhất trong lĩnh vực thiên văn học. Tháng 8 năm 2006, tổ chức này chính thức định nghĩa lại thuật ngữ hành tinh. Theo đó, một thiên thể được công nhận là một hành tinh nếu nó thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau. Thứ nhất, thiên thể đó phải quay quanh mặt trời. Thứ hai, nó phải có đủ khối lượng để có hình cầu hoặc gần cầu. Và thứ ba, nó phải dọn sạch vùng lân cận xung quanh quỹ đạo của nó. Pluto thỏa mãn 2 điều kiện đầu tiên, tuy nhiên nó chưa kịp dọn sạch vùng lân cận của mình và do đó không còn được công nhận là một hành tinh. Một cách dễ hiểu, một thiên thể được coi là đã dọn sạch vùng lân cận xung quanh quỹ đạo của nó khi mà nó là vật thể chiếm ưu thế tuyệt đối trong trường hợp dẫn của mình. Ngoại trừ các vệ tinh tự nhiên, bất cứ vật thể nào có kích thước tương đối lớn nằm trong vùng lân cận phải được dọn dẹp sạch sẽ bằng cách hoặc là kéo nó xuống bề mặt hoặc là sử dụng lực hấp dẫn của bản thân để sút nó ra xa. Lấy ví dụ như trái đất, ngoại trừ mặt trăng, gần như không có bất cứ thiên thể nào có kích thước tương đối lớn đang lảng vảng gần hành tinh của chúng ta. Rất tiếc, Pluto không làm được điều đó. Hành tinh lùn này hiện đang chia sẻ vùng quỹ đạo của mình với vô số các vật thể lớn nhỏ thuộc vành đai tiểu hành tinh Kuiper. Để bạn dễ hình dung thì khối lượng của riêng vương tinh chỉ bằng có 0,07 lần, tức là chỉ chiếm 7% khối lượng của tất cả các vật thể khác nằm trong quỹ đạo của nó, không kể các vệ tinh tự nhiên. Để cho có tương quan thì khối lượng của trái đất gấp tới 1,7 triệu lần khối lượng của tất cả các vật thể còn lại trong vùng quỹ đạo, không kể mặt trăng. Vì lý do này, tháng 9 năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã đưa Diêm Vương Tinh vào danh mục hành tinh lùn với ký hiệu chính thức là 134340 Pluto. Mọi chuyện tưởng chừng đã an bài, thế nhưng không. Phán quyết của IAU nhận được sự phản đối gay gắt từ không ít người trong nghề, trong đó có tiến sĩ Alan Stone, nhà khoa học hành tinh dẫn đầu sứ mệnh New Horizon của NASA vào năm 2015.
Trong một bài phát biểu vào năm 2021 tại đài quan sát Lowell, nơi mà vào ngày 18 tháng 2 năm 1930, nhà thiên văn học Clyde Tombaugh đã phát hiện ra dạng vương tinh, Alan Stern đã nhận xét rằng không những định nghĩa hành tinh mà IAU đưa ra 15 năm trước bị nhiều nhà khoa học hành tinh làm ngơ, việc tổ chức này sử dụng các lá phiếu và sự biểu quyết để đưa ra các quyết định đã khiến cho khoa học trông có vẻ tùy tiện và mang tính chính trị, làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chính khoa học. Trong bài phát biểu, Stern đã đưa ra các lập luận thể hiện quan điểm rằng quyết định phân loại Pluto là hành tinh lùn của IAU là không có ý nghĩa khoa học. Cùng trở lại thời điểm năm 2005, lúc này các hành tinh nhỏ ở rìa hệ mặt trời liên tục được khám phá, trong đó nổi bật là Eris được phát hiện vào tháng 1 năm 2005. Và với sản lượng hành tinh ngày càng lớn, IAU cảm thấy rằng họ cần xây dựng một định nghĩa chặt chẽ và mang tính chọn lọc cao hơn về một hành tinh. Và kết quả thì như ta đều đã biết. Tuy nhiên có một sự thật không phải ai cũng biết, đó là việc phê duyệt định nghĩa mới về hành tinh lẫn việc giáng cấp sao Diêm Vương đều được phê duyệt bởi những cuộc bỏ phiếu công khai. Stern cáo buộc IAU đã làm hại khoa học khi tổ chức ra cuộc bỏ phiếu này. Ông cho rằng bỏ phiếu là một cơ chế làm khoa học tệ hại. Chúng ta đâu có bỏ phiếu thuyết tương đối, cũng đâu có bỏ phiếu cho cơ học lượng tử. Gay gắt hơn, Stern đã cáo buộc sự kiện bỏ phiếu để đánh tụt hạng Pluto năm 2006 là sự kiện gây tổn hại lớn nhất cho khoa học trong một thế kỷ, bởi lẽ nó khiến nhiều người vội vã kết luận rằng khoa học dựa trên những lá phiếu, trong khi thực chất thì nó dựa trên những lời giải thích và dự đoán có thể được kiểm chứng. Trở lại với định nghĩa hành tinh của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, tiến sĩ Alan Stern cho rằng nó đã được diễn đạt một cách kém cỏi và được tạo ra bởi những người không phải chuyên gia, với chuyên gia ở đây ám chỉ các nhà thiên văn học, những người trực tiếp nghiên cứu các hành tinh, các sao, thiên hà và hố đen. Đầu tiên, định nghĩa hành tinh của IAU không mang tính phổ quát. Một định nghĩa hành tinh phổ quát nghĩa là nó phải áp dụng cho tất cả các hành tinh trong vũ trụ. Ở đây, IAU yêu cầu một hành tinh phải quay quanh mặt trời, trong khi đó các ngoại hành tinh, exoplanet, không nằm trong hệ mặt trời thì lấy đâu ra mặt trời để mà quay quanh. Điều kiện số 1 lẽ ra phải là thiên thể đó phải quay quanh một ngôi sao. Thứ hai, ông cho rằng việc vội vã tạo ra một định nghĩa hành tinh mới của IAU là một hành động thái quá, rằng tổ chức này có thể đã phát hoảng trước số lượng lớn các thiên thể mới được phát hiện trong vành đai Kuiper. Có thể họ lo sợ rằng một ngày nào đó, số lượng hành tinh sẽ lên tới hàng trăm. Mục đích của IAU khi tạo ra định nghĩa này chính là để ngăn bất cứ thiên thể nào nằm trong vành đai Kuiper trở thành một hành tinh, từ đó giới hạn số lượng hành tinh trong hệ mặt trời ở con số 8, tốt để các em học sinh không phải ghi nhớ một danh sách quá dài như là quãng thời gian FA của khối ông bà đang xem cái video này. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Nghe thì có vẻ như là vì tương lai con em chúng ta. Thế nhưng theo Alan Stern, quyết định này là đáng xấu hổ, bởi lẽ một trong những cuộc cách mạng của lĩnh vực khoa học hành tinh trong vòng 40 năm qua đó là khám phá ra rằng vành đai Kuiper là quê hương của vô số sao chổi, các vi thể hành tinh và các hành tinh nhỏ giống như là sao Diêm Vương. Trong khi bạn thực sự chưa biết thì vành đai Kuiper, Kuiper Belt là một vành đai hình bánh rán quay quanh mặt trời nằm ngoài quỹ đạo của Hải Vân Tinh, trải dài từ khoảng cách 30 đến 55 đơn vị thiên văn, tức là khoảng từ 4,5 đến 8,3 tỷ km tính từ mặt trời. Giống như vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo của Hỏa và Mộc Tinh, vành đai Kuiper cũng là phần vật chất còn sót lại từ thời hồng hoàng của hệ mặt trời, là chút thức ăn thừa dính lại trong một chiếc đĩa sau một bữa tiệc thịnh soạn. Kể từ khi được phát hiện năm 1992, số lượng vật thể vành đai Kuiper được xác định đã lên tới con số hàng nghìn, vượt xa số lượng các hành tinh đất đá và hành tinh khí. Thậm chí, các nhà khoa học dự báo rằng sẽ tìm thấy khoảng 100.000 vật thể đường kính trên 100 km khi quá trình thăm dò kết thúc. Alan Stern cũng bổ sung một quan điểm cho rằng hệ mặt trời trên thực tế tràn ngập các tiểu hành tinh đến mức không có bất cứ thiên thể nào có thể thực sự dọn sạch vùng lân cận xung quanh quỹ đạo của nó. Đó là lý do khiến nhiều nhà nghiên cứu hành tinh đã làm ngờ định nghĩa của IAU để ủng hộ một định nghĩa khác hoàn toàn không giới hạn số lượng các hành tinh trong hệ mặt trời. Định nghĩa này công nhận một thiên thể là một hành tinh nếu nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất, nó có đủ khối lượng để có hình cầu hoặc gần cầu. Và thứ hai, nó không đủ khối lượng để kích hoạt phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi của mình.
Theo định nghĩa này, Pluto và bốn người anh em của nó dễ dàng đạt tiêu chuẩn của một hành tinh. Mặc dù vậy, định nghĩa này có vẻ như đang cho phép các vệ tinh tự nhiên như mặt trăng trở thành các hành tinh khi không đặt ra yêu cầu các thiên thể phải quay quanh một ngôi sao. Còn bạn, bạn chọn định nghĩa nào? Nhớ để lại ý kiến trong phần comment nhé. Lật lại vấn đề, việc các thành viên của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế có công nhận Pluto là một hành tinh hay không thì hoàn toàn không ảnh hưởng và không làm thay đổi bản chất của thiên thể này. Riêng Vương Tinh là một hành tinh lùn chỉ vì chúng ta chọn gọi nó như thế, dựa trên những quy tắc mà chúng ta tự đặt ra, dựa trên những hiểu biết ít ỏi về vũ trụ để phục vụ mục đích của giống loài chúng ta. Và đó cũng chính là trọng tâm bài phát biểu của Stern vào năm 2021. Vũ trụ có vô số ngôi sao, vô số hành tinh, rồi sao nữa? Chúng chỉ đơn thuần là dữ liệu mà thôi. Chúng ta cần phải rũ bỏ quan niệm cũ rích của thế kỷ 20 rằng phải ghi nhớ tên của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Thiên văn học là một ngành khoa học lớn và có lượng dữ liệu khổng lồ. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cần một sự giản lược, tức là họ cần một hệ thống phân loại và cần các định nghĩa. Tuy nhiên, họ không cần một định nghĩa chủ đích cắt giảm số lượng hành tinh chỉ để phục vụ mục đích dễ ghi nhớ. Có thể Pluto sẽ không sớm được tái công nhận là một hành tinh. Tuy nhiên, sao Diêm Vương thì vẫn luôn là sao Diêm Vương, bất chấp việc con người gọi nó bằng cái tên nào và xếp nó vào hạng gì.